Hôm qua 1 tháng 10, xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 và khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2024-2025. Tuần lễ học tập suốt đời diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời. Tuần lễ học tập suốt đời khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi tập thể, dù ở bất kỳ cương vị nào, đều cần phải rèn luyện kỹ năng đọc, nuôi dưỡng thói quen đọc, biến việc đọc trở thành một niềm đam mê, một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Việc phát động tuần lễ học tập suốt đời nhằm thúc đẩy các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp tạo điều kiện xây dựng môi trường thuận lợi để mỗi người dân có môi trường đọc thuận lợi, phát triển văn hóa đọc hướng tới xây dựng xã hội học tập. Bước vào năm học mới, Trung tâm Học tập Cộng đồng cũng tiếp tục triển khai kế hoạch đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hướng dẫn tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn hiệu quả cho học sinh và người dân trên địa bàn xã. Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao tặng bộ máy vi tính cho xã Thọ Sương, phục vụ công tác khuyến học khuyến tài và hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng.